Cặp Mỹ Nam, Mộng Hồ Điệp nói tiếng Việt chiếm cảm tình của fan. Tại buổi gặp gỡ truyền thông và người hâm mộ Việt Nam, hai nam diễn viên Yam Rachata và phim Thanapat chiếm cảm tình bởi sự thân thiện. Cặp sau phim, Mộng Hồ Điệp còn gây bất ngờ khi nói nhiều câu tiếng Việt. Sự kiện gặp gỡ và giao lưu phim Thanapat, trái, và Yam Rachata, phải, tại Việt Nam diễn ra hôm 10 tháng 1. Cả hai xuất hiện trong trang phục lịch lãm gồm vest kết hợp áo thun, quần tây. Tông màu trang phục và phụ kiện đen trắng cho thấy sự ăn ý của họ trong gu thời trang ngay khi bắt đầu chương trình. Yam Rachata và phim Thanapat chủ động chào giới truyền thông và fan bằng tiếng Việt. Trong lần đầu tiên đến Việt Nam, bộ đôi Mỹ Nam Thái Lan không giấu được niềm vui, ấm áp khi được fan Việt Nam chào đón nồng nhiệt. Sau đó, cả hai chia sẻ nhiều thông tin xoay quanh Mộng Hồ Điệp, To Sơ Quýt Lớp hay Khung Chai, mà họ đóng vai chính. Mộng Hồ Điệp là bộ phim truyền hình Thái Lan khai thác nhiều khía cạnh mới mẻ về tình yêu đồng giới, từng gây sốt tại Thái Lan, Việt Nam và nhiều thị trường châu Á. Yam Rachata và phim Thanapat cho biết cả hai cảm thấy hạnh phúc khi Mộng Hồ Điệp nhận phản hồi tích cực từ khán giả. Chúng tôi không đặt mục tiêu quá xa xôi, chỉ cần khán giả xem phim, vui và hài lòng là được. Chỉ cần như vậy là ekip chúng tôi cũng đã vô cùng hạnh phúc rồi, Yam Rachata bày tỏ. Đồng thời, bộ đôi cũng chia sẻ kỷ niệm vui vẻ về quá trình lần đầu hợp tác. Thời gian tới, hai nam diễn viên tiếp tục có một số lịch trình chung kết hợp với các hoạt động cá nhân đặc biệt. Yam Rachata và phim Thanapat Úc mở khả năng đến Việt Nam tham gia dự án nghệ thuật hoặc tổ chức fan meeting. Riêng Yam Rachata bật mí anh rất muốn có một buổi họp fan chính thức với những khán giả Việt Nam yêu mến họ. Suốt sự kiện, cặp sao tương tác gần gũi, hài hước với người hâm mộ, nhiều lần nói tiếng Việt, các bạn dễ thương lắm. Anh yêu các em lắm lắm, và bắn tim khiến fan phấn khích. Mộng Hồ Điệp lấy bối cảnh dựa theo văn hóa của các gia tộc Hoa Kiều sống ở Thái những năm đầu thế kỷ 20. Tác phẩm xoay quanh mối tình sóng gió của hai chàng trai Diêu, Yam Rachata và Tian. Phim Thanapat giữa xã hội rối ren, nhiều định kiến. Nhờ cơn sốt Mộng Hồ Điệp, danh tiếng của Yam Rachata và phim Thanapat tăng nhanh chóng, thu về lượng fan đông đảo trước khi nổi tiếng với phim Mộng Hồ Điệp. Yam Rachata giành chiến thắng tại Mr. Grand International Thái Lan 2017. Sau đó, anh đại diện Thái Lan tranh tài tại Mr. Grand International 2017 và giành danh hiệu Á Vương 1. Nam thần sinh năm 1995 đang trực thuộc Đài Loan 31. Yam Rachata bước chân vào showbiz thông qua các cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới, nên anh thường gây ấn tượng cùng vóc dáng săn chắc quyến rũ, tỷ lệ hình thể cân đối và gương mặt góc cạnh nam tính. Trong khi đó, phim Thanapat nổi bật với vẻ điển trai tiểu thư sinh, nhẹ nhàng. Anh ghi dấu ấn với nụ cười tỏa nắng, ngọt ngào. Mỹ Nam 31 tuổi từng là tiếp viên hàng không trước khi trở thành diễn viên phim Thanapat, bắt đầu diễn xuất vào năm 2015, được biết đến qua các phim Nhật ký kẻ trộm tình, Kiêu hãnh và Định kiến, Mặt nạ thủy tinh, Tình yêu hoán kiếp, Bão cát, Tôi là Busa. Mộng Hồ Điệp là bệ phóng giúp tên tuổi của anh được phổ biến rộng rãi hơn. Sau Mộng Hồ Điệp, anh trở lại với series Sợi dây chuyền định mệnh bản Thái và tái hợp Yam Rachata trong phim Luật hấp dẫn, Laws of Attraction. Trong Luật hấp dẫn, Yam Rachata và phim Thanapat một lần nữa gây sốt khi tạo phản ứng hóa học bùng nổ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.